Đơn hàng này khách trả về vì lý do là hàng không phù hợp hệ thống. Để bên mình kiểm tra nhé. Trước khi gửi đi thì bên mình kiểm tra rồi. Như khách này là cần một cái cổng, cần một cái thiết bị mà chạy LAN 1G, nhưng mà thiết bị này là LAN 100. Wi-Fi của nó là Wi-Fi 1G nhưng mà LAN thì nó chỉ chạy 100 thôi. Khách bảo khách sẽ đặt cái mẫu khác 1G. Thì không biết là khách này hình như là sau đấy khách chưa đặt lại, chắc là đợi hoàn tiền về khách mới đặt lại sau. Tắt tạm cái tivi đi đã. Ổn vào đây. Đây, panda 4 dâu. Đâu? À là tivi Link 4 dâu. Bên mình sẽ cắm điện để test. Đây, đây là điện thoại vào đâu. Đây. Nhí mới cho dừng tivi một tí để bố quay cái video xong đã. Đây, dừng tivi tí nhá. Bắt sóng wifi này. TP Link này. Cái này là khách đổi tên rồi, đổi tên này khách 5G rồi. Bên mình reset cứng nhá, bởi vì là đổi tên đi thì bên mình lại Không có bát. không không có path, không biết path là gì. Mình sẽ reset. Reset để nó về TP Link. Hiện tại nó đang là cái thích như này, tí nữa nó sẽ mất cái tên thích này đi. Chờ nó khởi động một lúc. Chơi xe này sao chưa thấy mắt nhỉ? À, mất rồi. Rồi, bây giờ nó về TP-Link C019 này. TP-Link C019 nhá. Mà tiếng Trung ok thì rồi. Rồi. Mình kết nối này. Đấy. Kết nối rồi. Yêu Rồi, cầu đăng nhập. không phải ở đấy. Có nghịch gì đấy con? Nhím. Cái này nó yêu cầu phải có pass mới dùng Cái được, này có nó tên bắt bên bao giờ cũng thế. con TP Link này nó bắt phải cài mật khẩu, do mình reset nó không chưa cài. Giờ mình vào mình cài nhé. 192. Cài mật khẩu xong nó mới cho vào mạng. Đây là nó yêu cầu tạo cái mật khẩu đăng nhập. Cài luôn, hôm nào khách cài 1-9 a còng nhé, 1-9 a còng. Quay ra bắt lại nhé. Chưa có hình chìa khóa, chưa cập nhật. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 này. A còng này, kết nối này. Đấy, Chạm kết với trên nối mật nhé. khẩu là được rồi đấy, là xem được YouTube rồi đấy. Đây, mình vào YouTube để xem nhé. Đây, bạn Đấy, có chưa có luôn bát nhé. là trắng xóa, bây giờ nó có hình rồi đấy. Đó. Không mua củ về trồng thì lấy đâu ra hoa đẹp mà chơi, mà tặng, mà ngắm đầy các bác ơi. Ok nhé, hàng Báo hoạt cáo động các bình bác thường rồi, nhé. thời điểm đẹp nhất trồng đi chơi Tết rồi. Anh Lục, anh còn muốn biết Tắt thêm về đi. tôi không? Tôi tin